Xin chào các bác nhá. Đây này, khoe các bác luôn. Cái con mộc dở 6 tháng lồng ấy, hôm nọ đi em cho đi đóng họ lần thứ hai thì thực ra thì trên em thì nó có cái giải nội bộ các bác ạ. Nó cũng rơi vào khoảng độ 30 40 lồng như thế này. Thì cho nó thử đi xem cái gọi là cái mức độ nó đến đâu. Thì đây, đây là cái thành tích của nó đạt được các bác. Thực ra thì con chim nó vẫn chưa căng hẳn đâu các bạn này. Nói chung là thực sự mà để nói thì để mình mà chăm được một cái chú chim mà từ chính tay mình gột lên từ con chim bổi mà để chơi được ý, hoặc là được giải ý, thực ra thì nó rất rất là khó khăn các bạn. Họa huần may mắn lắm này thì có thể được, còn như em thì cách chăm sóc thì bình thường thôi, đơn giản thôi, chia sẻ với mọi người luôn. Thì ban đầu ấy, đối với những con chim bổi mới về ấy, thì thực ra ấy, thì các bác nên thuần nó trước đã. Thuần con chim thuần, thứ nhất là để cho nó đứng lồng, thứ hai thì để cho nó hót, bắt đầu hót. Khi nó đã đứng lồng thì nó hót rồi thì mình bắt đầu chuyển sang cái chế độ chăm chăm dinh dưỡng. Ban đầu thì mình chăm bình thường thôi, chăm để có thuần thôi, con chim người gọi là thuần thôi, chứ đừng mà nhiều bác thấy inbox cho em hỏi trực tiếp bảo là con chim của em mới 1 tháng lồng có nên tập lực hay không, vào lửa cho con chim 1 tháng lồng như thế nào. Thì nói thật với bác, nhiều con đây này, như con này này 1 năm lồng rồi đây vẫn còn chưa ăn thua, nhưng mà con này là con nói chung là chiến binh, này chiến binh may mắn, thực sự may mắn đối với em. Thì trong cái quãng thời gian mà nó thay lồng ấy thì tự nhiên cảm thấy nó bùng lên, nó bắt đầu nó chơi hay hơn ấy. Thì nói chung là cũng đi thử thôi, đơn giản. Thì nói chung là được cái giải giải này cũng gọi là giải nhỏ thôi các bác ạ. Ra thì còn phải phấn đấu và cố gắng nhiều. Những con chim như thế này thì thực ra thì em nghĩ là đến khoảng độ năm sau đi, ít nhất là 1 năm nữa thì cần hột rũa thêm, đi rửa rãi thêm thì nó sẽ gọi là sẽ có được những cái gọi là cái độ quen này. Lúc nào con chim nó đi dàn ấy, tạo cho nó thói quen là nó luôn luôn đi dàn nó chơi. Con này em được đóng họ 2 lần các bác ạ. Thứ nhất nhá, lần đầu thì có nó chơi vào vòng top 10 con thì nó bị gãy rỉa, thì là nó bị hạ. Nhưng cái đợt hôm qua chủ nhật hôm vừa rồi thì em có đi 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 chơi thì nó cũng may mắn vào trong cái top là 4 chiến binh mạnh nhất và nó về 3. Thực sự mà để chăm được một con chim như thế là khó. Em đang nói đến cái chuyện mà thuần nó nhé các bác nhá. Ban đầu thuần ấy, thì đối với những con chim thuần thì con chim bổi các bác có thể tháng đầu tiên thì các bác chăn cám bình thường cho em thôi. Còn những cái bắt đầu chim nó bắt đầu ổn định và thuần rồi ấy, thì các bác nên chăn những cái cám gọi là cám chất lượng, những cám mà có tên tuổi và thương hiệu trên thị trường thì các bác sử dụng thấy ok. Còn đối với cái phân của con chim ấy thì các bác cứ thấy con nào mà phân chim này nó khô được như thế này này, con chim mà ăn nó được khô cảm giác như thế thì các bác nên nên sử dụng. Còn đối với những con chim nhá mới mới đổi cám ấy, thì nó ít nhất phải cần từ 1 tuần đến nửa tháng để nó ổn định lại cái hệ đường ruột. Mà trong ví dụ như các bác mà dùng 1 tháng ấy, mà các bác cảm thấy cái phân của con chim nó vẫn nát thì cảm thấy khả năng là nó không hợp với con chim đấy, thì các bác có thể đổi sang cái cám nhạt hơn. Bởi vì những con chim đấy là con chim nó khó tính nhất, cái hệ tiêu hóa và cái hệ đường ruột của nó ấy, nó kém cực kỳ lên. Những con đấy mà chăm để mà lên lửa mà gọi là chăm nó căng hẳn ấy, thực ra thì nó không được đâu, nó chỉ nhàng 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 đến mức độ như thế thôi. Còn con chim mà lúc nào mà các bác ấy, đấy là một vấn đề đấy. Cái đấy các bác có thể để đi tuyển chim ấy, xem để ý cái phân con chim ví dụ là nó ổn định như thế thì mình nên bắt. Còn đối với những con nào mà phân nó nát ấy, thì các bác đi bắt hay đi tuyển gì thì không nên. Còn đấy, ở trong cái chế độ đấy nhá, ví dụ trong cái thời gian mà con chim nó đã thuần rồi thì mình chuyển sang cám ngon rồi, ok, mình chỉ chờ cái dịp là chăm lông. Cái nước lông của con chim rất là quan trọng với cái thời gian mà các bác giữ được con chim sau khi nó thay lông xong ấy. Cái đấy cũng là cái vấn đề quan trọng hơn là thứ nhất như thế nào. Bởi vì trong cái thời gian con chim thay lông là cái thời điểm con chim nó yếu nhất mà các bác không chăm được này. Chăm thì như thế nào thì em đã có cái bài chia sẻ rồi, các bác cố gắng chăm tốt thôi, hạn chế kè lồng đấu này, hạn chế nghe nó hót này,
chỉ nói chung là tập trung cho nó việc ngoài tắm rửa phơi phơi nắng nhẹ hoặc là tắm táp này, phơi nắng nhẹ này, bổ sung mồi tươi này. Còn ngoài ra thì các bác chịu khó, ví dụ như là bình thường đây này, các bác phủ ba mặt vào, các bác để vào góc tường hay là góc cái chỗ nào các bác treo con chim, nó đơn giản như thế thôi, để con chim nghỉ ngơi gì ạ. Nó tập trung vào những cái việc đấy. Còn nhiều bác thì thấy nhiều bác là có sử dụng hạt côn trùng này hay là thuốc kích lửa này. Nói thật với các bác ấy, nếu mà cái thuốc kích lửa ấy thì nó mà sử dụng mà nó kích lửa lên thì em nghĩ là các bác không phải là bấm vào YouTube mà xem những cái chia sẻ của em hay là những của những anh em khác. Em nói thật là thế. Còn chăm lửa thì nó cực đơn giản thôi. Các bác xong lông lá xong ok đâu đó rồi. Cái lửa của con chim nó dần dần lên. Dần dần lên xong cái quá trình vào lửa con chim thì mình có thể thúc thêm mồi tươi hay là gì và mình đi dượt dãi đều. Đối với những con chim này mới xong lông ấy, cái lông của nó hai bên còn xù lắm, hai bên còn xù cực kỳ luôn các bạn. Thì mình chịu khó nhá. Chịu khó bắt đầu phơi nắng dần. Tức là ngày mình phơi khoảng độ 10 15 phút thôi. Đừng có phơi nắng gắt. Lông con chim là lông mới, cái chân lông của nó chưa khô đâu. Thì dẫn đến cái tình trạng là cái lông của nó bị khô đi, nhìn nó cảm giác mà con chim nó nhiều lúc nó còn thay lông lại lần hai là lý do như thế đấy các bạn ạ. Nên các bác để ý đấy, điều đấy nhá. Còn con chim mà thay lông lại lần hai có khả năng là những con chim đấy nó thay lông sót nữa. Hoặc là nó ví dụ như là gặp thời tiết hay là gì, đột nhiên nó đang trời nắng như thế này xong rồi bắt đầu nó tụt một phát xuống trời lạnh thì nó xảy ra cái tình trạng như thế thôi. Còn việc là chăm con chim lên lửa thì chịu khó đi rượt dãi đều thì dần dần mình thấy cái con chim đấy thôi. Như các bác để ý nhá, từ cái đợt mà nó mới thay lông xong bắt đầu em cho đi rượt dãi mấy lần nhá. Em có video chia sẻ rồi đấy. Thì các bác có biết rồi đấy. Thì đối với những cái như vậy ấy, thì bắt đầu kích lửa con chim, tức là mình rượt nhẹ nhàng thôi. Chứ đừng có mà ví dụ như cảm tưởng mà thấy con chim nó chơi ác quá mà mình cứ hang máu cho nó rượt đến tận cùng đi thì thực ra là không nên. Với con chim mới xong lông ấy mà các bác cho đi chơi như thế, cái lông của nó chưa khô đâu, nên là nó dẫn đến cái tình trạng là sau này mà các bác cho đi chơi dài ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị rỉa. Cái rỉa đấy thì ví dụ như các bác nào chơi trên giàn thì các bác đã biết rồi, thì rỉa lông hay là gì thì nói chung là cũng bị loại, đơn giản là thế thôi. Còn cứ chăm đều đều như thế thì con chim nó lên dần và nó chơi bền. Chơi bền bây giờ nhá, ví dụ đã bắt đầu chơi ổn định như thế này rồi, mình cứ chăm đều đều ra Tết vẫn có chim chơi ok. Và mình bắt đầu chờ thay lông mùa sau, con chim nó cứng lên, cái bản lĩnh đi giàn của nó có, thì lúc đấy mình sẽ chơi giải sâu hơn hay là chơi giải như thế nào ấy, hay là nhượng lại chiến binh cho anh em hay là như thế nào đấy. Đấy là gọi là đấy là một cái thành công cũng như là một cái thú vui, thú nuôi chim của anh em. Mà đối với anh em nào mà thích gột bổi lên mà được như thế thì thực sự là ok. Còn đối với những anh em nào mà mới mua chim hay là mua tận con 5 triệu 10 triệu về chơi, thực ra thì cái đấy thì nó đơn giản thôi mà, tiền càng nhiều thì chim nó càng chơi, em nghĩ thế thôi, đơn giản thế thôi. Còn để mà tự tay gột một cái con mà để mình tự chăm lông này, tự chăm lửa này và tự đi lấy cờ này, kể cả cờ bé hay cờ nhỏ hay là cờ ở giải nội bộ hay là giải hiệp hội hay là các thứ này, đấy là nói chung là thế, nói chung là mình mà tự gột được thì là quá hay các bạn ạ. Cái công của đấy ra thì mình biết cách. Còn đối với những anh em nào ấy mà anh em có inbox hay gì mà hỏi em mà chưa kịp trả lời hay là gì thì em chịu khó chờ, hoặc là cái bạn Zalo, cái số điện thoại của em có rồi đấy các bạn ạ, thì các bác có thể hỏi qua đấy, hay là liên hệ mua cám gì thì các bác có thể trao đổi qua bên đấy giúp em. Thì thực ra thì em thì dành thời gian trong công việc chính của em thì đi bán hàng, nên là các bác thông cảm và các bác hiểu cho em với, chứ không phải là ngày em ngồi em chơi chim mà em làm video hay là làm video đi bẫy. Với cả mấy ông hay nói cái kiểu là cái gì nhỉ, cần bảo tồn chim hay là gì, em nói thật nhá, tháng chắc em đi bẫy được 1-2 lần. Bẫy thì nói thật là được có mấy con lắm đâu các bác ạ, không được nhiều đâu. Chim bây giờ nó khôn lắm, nó không được nhiều đâu. Mà mấy bố cấm thì cấm, nên cấm những cái ông mà hay đi bẫy lưới. Thực ra ấy, cả hàng đàn như thế, hàng trăm con nó bẫy lưới sập một phát như thế nhìn nó mới sợ. Thì nên là những cái ông đấy thì nên cấm những ông đấy.
Còn những cái ông đi bẫy bổi bằng lục hay là gì đơn giản như thế thì ngày được có mấy con lắm các bác ạ. Bẫy bao giờ nó mới hết. Đơn giản lắm. Thôi, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Video này cái mục đích em cũng chia sẻ. Không phải cũng phải chia sẻ mà là gọi là khoe. Khoe các bác ạ. Bởi vì sao? Cái chiến binh tự tay mình gột, tự tay mình chăm được một cái giải quá là ok. Như hôm nọ em đã đăng lên chia sẻ rồi thì anh em chưa biết là cái chiến binh nào hay là gì thì đây. Nói chung là cố gắng phấn đấu để cho em nó đi được xa hơn. Ví dụ đi các giải của hiệp hội, thực ra thì nó còn còn lâu mới đi được các bác ạ. Nên cố gắng chăm cho em nó tốt thì có thể là năm sau thì có thể cho nó đi được. Thôi nhá, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Các bạn nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like, một comment với bình luận bên dưới. Còn có những cái video chia sẻ hay là góp ý hay như thế nào thì chắc là để hoặc là có những cái buổi live stream nói chuyện trực tiếp với anh em thì em sẽ tổ chức vào một buổi sau. Thôi nhá, chào các bác nhá.